những điều cần biết về hoa lan hồ điệp xanh độc đáo. Lan hồ điệp được trồng nhiều ở rừng nhiệt đới, dù không quá rực rỡ như hoa hồng, tỏa sáng như hoa hướng dương, nhưng hoa lan lại mang vẻ đẹp quý phái, sang trọng, khiến cho bất cứ ai đi ngang qua đều phải ngắm nhìn bởi sự thu hút mà hoa mang lại. Khi nhắc đến vẻ đẹp đắm say lòng người của các loài hoa lan hồ điệp, phải kể đến là loài hoa lan hồ điệp xanh. Đây là loài hoa được mệnh danh là nàng hương có vẻ đẹp quý hiếm, khó tìm nhất. Phong lan hồ điệp có tên khoa học là Phalaenopsis, có nghĩa là loài hoa lớn, bền và đẹp. Có tận gần 40 chủng loại khác nhau, được phân bố rộng rãi khắp các khu vực Đông Nam Á. Lan hồ điệp xanh là dòng thân ngắn, sinh trưởng chậm, thân chính mọc ra các lá mới theo chiều thẳng đứng, cành hoa mọc ở rì hoặc từ nách lá xen kẽ nhau. Lá cây to, dày, mọc đối xứng nhau và ôm lấy thân cây. Thân cây có chiều cao từ 0,5 đến 1 mét, thường thì chỉ có từ 4 đến 5 lá, với bản to dày và có màu xanh mướt. Mỗi cây trung bình sẽ cho từ 8 đến 12 nụ hoa trên một cành hoa, mùi thơm dịu dàng hoang thoảng. Loài hoa lan xanh này nở hoa rất lâu tàn. Hoa lan hồ điệp xanh vốn dĩ được tạo ra bằng hình thức kết hợp các kỹ thuật sử dụng chất trồng đặc biệt lên loài hồ điệp trắng. Chính màu xanh độc đáo này khiến không gian trưng bày trở nên mát mẻ, tươi mới và vô cùng đặc biệt. Thế nên, có thể nói hoa lan hồ điệp màu xanh là một thành công lớn của các nhà nghiên cứu thực vật khi sản sinh được một loài hoa tươi mới và tuyệt đẹp mà không gây ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên.